Chào tất cả các bạn cũng như là các em sinh viên yêu quý. Thì ngày hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2021, là ngày các em đăng ký tín chỉ. Tuy nhiên thì do cái máy tính của mình nó bị lỗi. Mình dùng cái máy từ năm 2018 đến giờ rồi, cái máy HP DA0036 tới. Cái máy thì mình dùng hai hệ điều hành là Ubuntu với lại Windows. Mà bây giờ là mình ghi âm bằng Ubuntu, cái tiếng nghe không rõ, thành ra là mình Windows, mà Windows bây giờ cái máy mình nó vào không được luôn. Do đó là mình phải mượn một cái máy để mình hướng dẫn cho các bạn đăng ký. Vậy thì ngày hôm nay các bạn đăng ký tín chỉ. Và cái video này thì mình không những hướng dẫn cho các bạn K26 mà K27, 28 trở đi các bạn có thể coi và có thể làm được. Thì ở đây đây là cái thông báo của trường về cái việc đăng ký tín chỉ học kỳ hè năm nay. Thì các bạn chủ yếu quan tâm đến cái mục này thôi. Đấy. Số tín chỉ được đăng ký tối đa 10 tín chỉ, có nghĩa là bạn được đăng ký 10 tín chỉ, không được học quá và cũng không được học quá 10 tín chỉ. Và cái thời gian đăng ký thì đã có sẵn đây rồi. Và cái thời hạn đây, có nghĩa là thời hạn các bạn có thể sửa từ ngày 7 tháng 6 năm 2021 đến ngày 3 tháng 7 năm 2021, là các bạn có thể chỉnh sửa lại các môn đã đăng ký. Có nghĩa là các bạn thích giáo viên nào hoặc là ghét giáo viên nào, các bạn có thể chỉnh sửa tùy ý. Nhưng mà sau ngày 3 tháng 7 năm 2021 rồi là các bạn không thể nào chỉnh sửa được, bởi vì là hệ thống lúc này đã chốt sổ. Các bạn lưu ý giúp cho cái chỗ này với. Vậy thì K26 nên học những cái môn nào? Thường thường là những cái tân binh là nên học những cái môn đại cương, ví dụ như là Mác Lênin rồi triết học vân vân và vân vân. Và đối với lại những cái bạn mà K24 hoặc là những sinh viên gần ra trường đó, thì nên học các cái môn chuyên ngành trong hè này. Bởi vì nếu như mà các bạn không học các môn chuyên ngành thì sẽ không có đủ cái điều kiện tiên quyết để mà các bạn ra trường. Bởi vì là cuối học kỳ 1 năm 4 là phải xong chương trình ngay rồi, do đó là các bạn phải học các cái môn chuyên ngành trước. Còn đối với lại những cái khóa dưới là các bạn học những cái môn triết học, chính trị, xã hội vân vân, ví dụ như là Mác Lênin hoặc là lịch sử Đảng hoặc là tiếng Anh hoặc là lý hóa vân vân, học những cái môn đại cương đấy. Nói tóm lại là học những cái môn đại cương. Thế thì cái cách để mà mình đăng ký môn, mình chọn môn như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn. Các bạn vào MyData nó quá là quen thuộc rồi. Đấy, nó có sẵn luôn rồi. Giả dụ là mình dùng cái tài khoản của mình nhé. Đấy, sorry. Nhập sai capture. Đấy, các bạn vào cho mình cái mục học tập, đăng ký môn học. Các bạn chọn cái học kỳ năm học 2020-2021. Chọn cái học kỳ bạn cần đăng ký thôi. Ở đây là nó mở học kỳ hè cho nên mình vào học kỳ hè. Đấy, nó vào rồi đấy. Ở đây là những cái môn mà mình đã đăng ký rồi. Do đó là mình không đăng ký lại nữa. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Bây giờ là đăng ký trực tiếp bằng trang Manizou thì các bạn tìm kiếm lớp ở đây. Ví dụ như chọn một cái môn nào đó đại đại đi, ví dụ như là MGO chẳng hạn. Đấy. Đây. Các bạn bấm vào cái link này. Sorry. Gì đây trời? Ví dụ như này nhá. Đây. Tìm kiếm. Các bạn bấm vào cái chữ chọn ở đây. Hoặc là các bạn có cái mã code này. Các bạn thảy lên trên cái mã đăng ký này rồi các bạn bấm nhập cái mã xác nhận. Và sau khi để mình làm mình thao tác luôn. Đây ví dụ như thế này. Mình copy lên đây. Rồi mình thải lên đây. Mình bấm chữ đăng ký thôi. Thì nó hiển thị cái hộp thoại bạn có muốn đăng ký không thì các bạn nhấn ok. Thì hệ thống nó sẽ đăng ký cho bạn. Ở đây là mình đăng ký rồi, do đó là mình không đăng ký, hoặc là các bạn bấm chữ chọn ở đây. Để ý cái chữ chọn ở đây. Rồi nó sẽ tự động nó thải lên trên cái ô mã đăng ký, ô mã xác nhận, sau đó các bạn bấm đăng ký. Xong rồi các bạn bấm ok thôi. Do ở đây mình nhập sai mã đăng ký đó. Mình nhập đúng rồi thì đây nó sẽ hỏi cho bạn cái mã xác nhận. Các bạn chỉ việc bấm ok là xong. Đây là cái thứ nhất.
Cách thứ hai là các bạn tìm mon ở cái mục này, cái trang web tất cả các môn học của trường ở đây. Đấy, bạn vào mục tìm kiếm môn học. Ở đây có hai loại là tìm kiếm môn học và tìm kiếm theo từ khóa, nhưng mà theo mình thì mình dùng tìm kiếm theo từ khóa cho nó nhanh, chứ tìm kiếm môn học thì có một số như mình đây là mình nhớ cái mã số của môn học, ví dụ như là CMU SE462 là sorry, CMU CS462 là Software Measurement and Analysis, hoặc là CMU CS316 là Fundamental of Computing 2. Thì cái mã thì trí nhớ mình thuộc dạng là good, thành ra là mình tìm kiếm theo cái mã môn học. Nhưng mà nếu như bạn nào mà không nhớ cái mã thì các bạn tìm kiếm từ khóa cho nó lành. Ví dụ như là đây, mình chọn tìm kiếm từ khóa, chọn năm học và chọn kỳ thôi. Các bạn nhập vào ví dụ như là requirement chẳng hạn. Bạn tìm kiếm. Tìm theo tên môn học, các bạn tích vào tìm theo tên môn học. Cũng không tìm thấy luôn. Phải viết khoa. Hè này chắc môn này không mở rồi. Ví dụ như kỳ 1 chẳng hạn là có. Nếu như tìm không ra là do kỳ đó không mở. Ví dụ như là cái môn lập trình chẳng hạn. Xem thử có không. Các bạn phải chọn tích mã theo mã môn học và theo tên môn học, bởi vì mình tìm kiếm hai tiêu chí là chứ đừng có tìm thêm một tiêu chí. Tiêu chí. Đây nó phân biệt khoa thường luôn. Bây giờ các bạn nhập cái tên môn gì đó vào đi, ví dụ như là mình nhập nhập phải đọc đầy đủ nhé, ví dụ như là đây đấy, nhập đầy đủ cái tên môn nó mới có, chứ mà các bạn nhập cái kiểu nó là không có, hoặc là các bạn có thể nhập cái mã môn học vào đây cũng được. Mã môn học, các bạn nhập cái mã môn học vào nó có. Đấy. Thì các bạn bấm vào cái môn học này hoặc là bạn chuột phải vào Open Link in New Tab. Theo mình thì mình nên chọn cách thứ hai, bởi vì nếu như bạn tìm kiếm một chặp, bạn tìm kiếm môn tiếp theo nó sẽ bị trôi. Bạn bấm nút back trở lại nó sẽ bị trôi mất, do đó là bạn mở bằng New Tab đó, nó an toàn hơn. Đấy. Ở đây nó thể hiện rất là rõ hơn so với lại cái giao diện hồi nãy ở chỗ đó, là nó thể hiện rõ đó là tuần học, giờ học, phòng học, địa điểm học và tình trạng đăng ký như thế nào và lớp học nó ra làm sao. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái giảng viên này. Cái giảng viên thường thường là các bạn nên để ý một chút, bởi vì là sẽ có một số thầy cô là họ dạy rất là nhiệt tình và rất là tâm huyết. Là các bạn nên join vào những cái lớp này. Đấy, là vào trang cái trang mà course.duy tân nó sẽ hiển thị rất là rõ hơn so với lại cái trang lúc nãy mình mở. Và việc quan trọng của các bạn chỉ cần có cái mã này của bạn dán vào thôi. Đấy. Bạn nhập mã vào. Thao tác cũng giống như nãy thôi. Ở đây mình đã học qua rồi cho nên là mình bỏ. Và các bạn chỉ bấm cái nút xanh nhé, chứ đừng có bấm nút đỏ nhé. Thế thì các bạn đang học như thế nào thì các bạn vào đây. Các bạn vào học tập vào chương trình học. Biết được là những cái môn nào mình cần học rồi đúng không? Đấy, có sẵn hết đây rồi cho mình những cái môn nào mình cần học. Để ý các bạn, để ý một các bạn đối với các bạn năm nhất á, thì để ý một chút á, là cái môn đại cương ở đây là nó sẽ liệt kê hết đại cương hoặc đại cương ngành hoặc là chuyên ngành, là các bạn phải nó categorize hết rồi, nó nhóm lại rất là rõ ràng, do đó là các bạn dễ hình dung. Đấy. Đối với các bạn mà sinh viên năm 4 hoặc là năm cuối thì những cái môn chuyên ngành này là bắt buộc phải học. Muốn làm đồ án tốt nghiệp thì các môn cái chuyên ngành trong cái nhóm này các bạn phải học. Ở trong này nó thể hiện rất là rõ rồi. Và lưu ý thêm một chút nữa đó là lưu ý thêm một chút đó là chọn một trong ba hoặc là chọn hai trong năm hoặc là chọn một trong sáu hoặc là chọn một trong ba hoặc là những cái môn tự chọn này là các bạn chỉ chọn một trong từng này cái thôi, chứ các bạn đừng có chọn hết nhé. Ví dụ như đây là mình một một trong ba cái món đó là di động, Linux và Python, thì mình đã chọn cái món Python, chọn một cái thôi chứ đừng có chọn nhiều, bởi vì lần chỉ để là chọn một trong ba để rất chi là rõ. Đấy, do đó là phải để ý cái chỗ này.
Và thêm một cái lưu ý nữa là điều kiện lỏng là gì, điều kiện lỏng là gì và điều kiện chặt là gì. Thì điều kiện chặt đó là cái điều kiện là bạn phải học môn A xong rồi bạn mới được học tiếp môn B, bởi vì môn B nó liên đới đến môn A, và môn A nó là điều kiện tiên quyết của A, của sorry của B. Có nghĩa là bạn học xong môn A qua hết rồi bạn mới được học môn B. Đấy, ví dụ như thế này. Ví dụ như cái môn Fundamental of Computing 2 chẳng hạn. Đâu rồi ta? Đây. Thì điều kiện tiên quyết của nó là Fundamental of Computing 1. Có nghĩa là bạn phải học qua cái môn FC1 rồi bạn mới được học tiếp FC2. Nhưng mà ở đây nó ghi là điều kiện lỏng, do đó là bạn khỏi cần quan tâm đến cái môn FC1 làm gì, bạn cứ đăng ký FC2 bạn học. Tuy nhiên thì điều kiện chặt bạn phải để ý một chút, nếu như bạn mà chưa học cái môn Fundamental of Computing 1 này thì hệ thống nó sẽ kick bạn ra, có nghĩa là họ đá bạn ra. Và bạn phải bắt buộc phải học cho qua cái môn FC1 này rồi bạn mới học tiếp cái môn FC2, đó là điều kiện chặt. Vậy thì thế nào đó là điều kiện lỏng và điều kiện chặt thì các bạn cũng đã nắm được rồi. Lỏng có nghĩa là không cần quan tâm đến những cái môn tiên quyết hoặc là những cái môn trước đó, chỉ cần là học 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 không học 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 mãi thôi và không biết không cần biết là bạn có qua môn hay không. Nhưng mà điều kiện chặt có nghĩa là bạn phải học qua môn này thì mới được học tiếp môn kia, và giữa hai cái môn nó có sự liên đới với nhau, cho nên là phải học môn A thì mới được qua môn B, và nếu như bạn không học môn A thì bạn không nắm kiến thức và bạn sẽ không qua được môn B. Đại khái là như thế. Vậy thì trên đây là những cái hướng dẫn của mình về đăng ký môn cũng như là định hướng học tập, đăng ký môn học của bạn. Vậy thì chúc các bạn học tập thật là tốt và thực hiện đúng theo cái những thực hiện dễ dàng trên những gì mà mình đã trình bày ở dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.